Đây anh em, tôi có một vài cây sung nếp lại nhỏ siêu trái đây anh em. Đây này, anh em nhìn thấy cái nó nhỏ nhưng mà những cái dâu trái của nó vẫn còn này, phúng quả. Đợt này nó ra này, xài lắm. Cái dòng này nó ra thì nó chịu hết gốc anh em ạ. Từ gốc đến ngọn này, những cái dâu trái hết. Thì đợt vừa rồi thì nó ra trái nhiều nhưng mà nó rụng hết rồi. Đây tôi thu nó lại những cái vết này. Giờ nó bật những cái cành mới ra chắc. Hôm nay uốn định hình cho nó anh em ạ. Cây này thì nó đổ, nó chả phải là đổ. Mình làm theo dáng dáng hoành bay ngang miệng chậu. Thân này làm sao đưa lên để cho nó đuổi ra cái thân này. Cái cây nhỏ nó nhìn lòng vòng chơi cho nó vui anh em ạ. Sau này chơi quả này. Giờ tôi làm cái này anh em xem cho vui nhá. Mấy cái dâu quả nó nhiều quá, cắt bớt đi, sau này nó ra quả nhiều lắm, nó không lớn rồi nhỉ. Rất nhiều dâu quả. Sau một hồi thì cũng uốn xong rồi đấy. Nhưng mà nhìn nó rất lòng vòng mì tôm anh em. Thì như những cái cây này thì cũng chỉ thế này thôi anh em ạ. Chứ bây giờ mình thu ngắn là một cái là nó thành một những cái cây nó đây này, những cái đường chạy để mình tận dụng thì. Chứ còn nếu mà thu ngắn nó lại làm một cái cây lại thì nó cũng đẹp hơn đấy anh em ạ. Nhưng mà nếu mà một cây chơi quả thì thế này cũng ok đấy, thế này. Sau này tôi sẽ dựng thêm một cái ngọn trên này đấy anh em. Kết thúc cái đoạn này thì một thân lên, trực một thân ngoài. Thế này mặt tròn mặt trước thì tròn mặt này. Sung này khi mình uống mình cứ để ngọn này thì nó nhanh lắm anh em ạ. Đợt tới nó to em xin nữa tôi thu lại bắt đầu nó bật răm bắt đầu mình làm cảnh cấp. Cái thân này hơi bị lòng vòng. Có những cây thì buộc phải xử lý thôi anh em ạ. Còn không phải làm kỹ thì thôi cắt lại đây, cắt lại đây. Uốn lại cũng được nhưng mà thôi.